Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Và hôm nay mình cũng săn được khá là nhiều huy hiệu hồi quán khác nhau rồi. Nhưng mà mình đang để trong một cái rương nè. Nhìn thì nó không có được đẹp cho lắm. Ủa cái này là Moonstone mà. Ôi trời ơi. Để lộn rồi, Moonstone để vô cái chỗ đựng huy hiệu luôn. Đó, thấy chưa? Rất là dễ bị nhầm lẫn các thứ á. Nên hôm nay mình sẽ gom hết mấy cái huy hiệu mà mình có được nè. Sau đó mình sẽ chế tạo một cái hộp để chuyên đựng những cái huy hiệu hội quán á. Nhìn thì nó cũng chuyên nghiệp hơn nữa. Và công thức làm cái hộp đựng huy hiệu hội quán thì khá là rẻ thôi. Nó từ những cái quả African mà mình còn thừa nè. Mình sẽ làm trước một cái ha. Đây là cái mẫu thôi. Đây. Khá là rẻ rồi. Vậy là chúng ta đã có liền một cái huy hiệu, cái hộp đựng huy hiệu hội quán á, màu hồng cá tính luôn. Đó. Và mình còn có thể ghi tên mình vô đây nữa cơ. Đấy. Vậy là bây giờ đã có tên mình trong đây rồi nè. Và mình sẽ gắn hết những cái huy hiệu mình có vô hộp đựng huy hiệu ha. Đó, một cái nè. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, coi thử coi. Coi thử coi đựng được chưa? Đó. Nó sẽ, mình còn có thể kiểu như tùy chỉnh sắp xếp vị trí các thứ đồ theo ý thích của mình ha. Quá là tiện luôn. Với lại mình có cái này á, thì khi mình đi săn huy hiệu hội quán, cái nào bị trùng thì mình cũng dễ dàng phân biệt hơn nữa. Cũng khá là ok đấy chứ. Rồi, để chắc cú hơn thì mình sẽ làm thêm một cái nữa đi. Nhỡ mà cái hộp đựng huy hiệu này đầy thì mình còn có cái để xây cua nữa. Xong rồi nha, vậy là bây giờ mình có tặng hai cái hộp đựng huy hiệu luôn. Quá dữ. Và hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt hơn một xíu. Tại vì hầu hết thời gian chúng ta làm việc sẽ ở bên thế giới Ultra Beast đấy. Tại vì mình đang kiểu như thiếu một cái vật liệu rất là quan trọng luôn. Đó chính là cái cục Ultra Deep Sea Crystal này nè. Hôm nay thì mình muốn chế tạo cục Zygarde Cube để chúng ta đi thu thập những cái core cũng như là những cái cell để tạo ra Pokemon Zygarde ấy. Quá là dữ luôn á. Ôi nhưng mà trước khi đi làm công việc đó thì để mình cho mấy em Pokemon của mình vận động tay chân xíu ha. Có boss cấp Ultimate kế bên nè. Hôm qua thì Raiden cũng mới học được cái kỹ năng cái gì Blade và lũng gì đây. Vô bé ơi, vận động tay chân xíu đi ha. Rồi Raiden vô. Và chúng ta sẽ thử tấn công ẻm bằng kỹ năng Precipice Blade nè. Đỡ đi cưng. Úi giời. Xương nửa cây máu boss Ultimate. Giỡn mặt hả cưng. Rồi bây giờ cưng chạy còn kịp đó. À không chạy thì thôi ok. Không chạy thì cho anh xin nhá. Ba hít là lụm boss liền. Chúng ta lại có thêm một cái Ragnarok Golden Lens nè. Cái này thì mình để coi chỉ số của Pokemon. Rồi và để qua thế giới Ultra Beast thì mình cần phải có một em Pokemon có khả năng tạo ra cái cổng Ultra. Và mình thì có khá là nhiều em có cái năng lực đó luôn. Chẳng hạn như là Necroma. Rồi bữa nay mình sẽ cởi Necroma kết hợp với Sogaleo. Màu hồng cực cá tính luôn ha. Đấy. Rồi đi thôi. Let's go. Mong là chúng ta sẽ sớm tìm được cái dùng Ultra Deep Sea luôn ha. Qua bên đó cũng dễ tìm được mấy cái quặng kim cương đồ các thứ lắm. Và mình sẽ đeo mắt kiến này vô nhìn cho nó xa hơn một tí. Tới rồi đúng không? Ừ tới thiệt ơi. Hên vậy. Tìm lại được rồi. Bây giờ thì mình cần phải đào những cục này á. No. Mình cần một cây cúp có dòng mềm mại thì mới đào được cục này. Toan rồi. Thiệt tình luôn. Quên cái vụ này nữa ta. Vậy là bây giờ mình cần phải tìm một cái thành phố kết thúc đi. Đổi mục tiêu. Tìm một cái thành phố kết thúc trước. Để lấy những cây cúp mềm mại á. Thường thường thì trong đó rất là dễ tìm được những cây cúp mềm mại. Ở đây nè, đây nè. Mới than luôn. Vừa nói là gặp thành phố kết thúc liền. Rồi. Xin đấy, cho mình một cây cúp. Cây rìu cũng được. Không, cây cúp đây, cây cúp cho chắc. Mình cần lắm một cây cúp có dòng mềm mại. Con Suker này đi ra chỗ khác. Mềm mại.
Ui không có, mềm mại. Trời không có mềm mại. Thôi xong rồi. Toan rồi. Vẫn còn cơ hội nha, nếu mà bên trong thành phố. Ui cái thành phố này không có nhiều tầng rồi. Su cà na vậy. Tới hồi thiệt luôn. Trong lúc lang thang ở bên đây thì mình gặp được một ngôi làng và gần làng còn có một hội quán nữa kìa. Nhưng mà trước tiên để mình vô nhà của bác họ Ràng cái đã. Wow. Ui da. Vô thất bại rồi. Còn đây là nhà của ai đây? Nhìn đẹp quá này. Ui cũng không biết nữa. Không rành không rành. Ồ, nhà thiết kế đẹp đấy. Thôi tạm thời bỏ qua đi. Giờ thì chắc mình sẽ lên trên mình kiểu như là thách đấu với chủ hội quán trước đi ha. Kiểm quy hiệu trước tính sao. Rồi lên à, để coi coi bữa nay mình dùng đội hình này luôn nha. Lâu rồi mình chưa có cho Zarut của mình ra trận ấy. Nên hôm nay mình muốn cho Zarut ra trận thử. Rồi nha, quyết định vậy đi. Giờ thì khiêu chiến chủ hội quán thôi. Uầy, chủ hội quán này phong cách thời trang nhìn đẹp đấy. Pokemon thì em này thì khá là lạ ha. Nhưng mà mình tin là mình có thể chiến thắng được. Cố lên Zarut. Anh tin tưởng em. Dạ dạ. Đánh đầu đấy, đánh đầu đấy. Mà Zarut thì có kỹ năng Jungle Healing đấy. Nên một xíu mình sẽ dùng thử ha. Đây mình sẽ dùng thử luôn. Đó, hồi phục liền. Ấy, ui. Vẫn còn cơ hội Jungle Healing thêm một lần nữa. Ừ, cưng đánh đi, cưng đánh thì anh hồi phục. Khó chịu chứ cưng. À, đánh chứ gì. Thích đánh chứ gì, anh quýnh lại luôn. Healing cái nữa nè. Khó chịu chưa. Khó chịu lắm rồi chứ gì. Rồi, giờ thì mình sẽ phản đam á. Này thì chủ hội quán nè. Ố, chủ hội quán có tới tận 2 Pokemon Togekiss luôn. Để mình hồi phục cái đã. Hồi phục cái đi tính sao ha. À thích đánh nhau. Thích đánh nhau hả. Ồ thích đánh chứ gì. Thích đánh thì mình đánh luôn. Tiếp theo là Pokemon Gliscor. Uầy, nhìn khá là giống dơi nhưng mà cũng khá là giống bò kẹp ha. Ui, kiểu như kết hợp giữa hai loài lại với nhau ấy. Nhìn sợ quá, hồi máu cái cho đỡ sợ coi. Rồi. À, dính độc kia tự dùng độc hay sao không cơ. Này thì dùng độc nè. Tiếp theo là ai nào. Mantine, tiếp theo là Pokemon Mantine. Cào một cái đi, lụm cục kẹo luôn. Ô, giờ thì còn có Aerodactyl nữa. Ui xời. Mới ra thôi mà gần liễm rồi kìa. Bây giờ mà quýnh đau hết đấy. Để mình đánh gục Aerodactyl đi. Sợ không. Giờ thì tới Belipper. Ôi Pokemon này ngoài biển gặp hoài nè. Xúc luôn. Vậy là chúng ta đã chiến thắng rồi. Và được một kỹ năng Brave Bird. Con chim. Kỹ năng chú chim quả cảm hả. Với lại một cái huy hiệu hội quán Zephyr nè. Ui huy hiệu này đẹp này. Rồi, cảm ơn chỗ hội quán nha. Chỗ hội quán có vẻ là chưa có luyện cấp cao hay sao á, mới cấp 49 à. Nên mình vượt qua khá là dễ luôn. Rồi giờ thì cho vô bộ sưu tập huy hiệu của mình liền. Coi coi, một cái mới luôn nha. Được thiệt sự. Cất vô. Rồi, tiếp tục hành trình đi tìm kiểu như là cúp mềm mại của mình thôi. Thiệt tình luôn á. Nhưng mà trước tiên để mình vô mình kêu chị y tá chữa thương cho Zarut mình cái đã. Gì? Nhờ chị y tá ăn bữa. Rồi. Chữa thương cho Zarut xong rồi. Ok. Cảm ơn chị y tá nha. À, bữa nay mình sẽ tặng chị y tá tấm hình nha. Được á, được á. Mình sẽ chụp hình Zarut của mình. Đó. Tặng chị y tá tấm hình nha. Quà kỷ niệm nha. Rồi, ok. Đi thôi. Ok. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nguyên một cái ngôi đền trong rừng mà xuất hiện giữa không trung nè. Từ bé tới lớn lần đầu gặp từ trường hợp này luôn. Ghê thiệt. Để mình lấy cái rương trong đây trước cái đó. Một cái insect blade. Được nè. Lượm luôn nghe. Rồi bên đây thì sao.
Bên đây thì chỉ có một ít cái khoáng sản lặt vặt thôi. Ui, đằng kia mình thấy có cây cúp kim cương kìa, mà không biết có dòng gì. Cái rương kia nó bị bể luôn rồi. Ui da, đánh đau á. Ẩu rồi đó, ẩu rồi đó, mấy fan. Đánh hoài là ẩu rồi đó. Quýnh hơi bị đau nha. Ôi trời trời, sao gì mà bay cao vậy. Mình xuống dưới mình lút cây cúp cái đã. Ôi trời, chuồn. Vì một cây cúp thôi mà khổ sở như vậy đấy. Có không? Trời, cây cúp không có dòng mềm mại luôn. Hết cách rồi, giờ thì tự tạo ra cúp mềm mại cho mình thôi chứ biết sao giờ. Mình sẽ dành ra một ít viên kim cương mà mình có trong rương nè, chế tạo thêm những cây cúp ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi cường hóa thôi. Kiểu hên xui may rủi, nhỡ đâu mình nay nhân phẩm cao, cường hóa một cái một là ra dòng mềm mại thì sao? Cũng có thể lắm, mình phải tin tưởng vào cái nhân phẩm của mình. Rồi, giờ đầu tiên là ba cua lên đây. Chui vô chỗ cường hóa trước. Rồi, và mềm mại. Ui, không có mềm mại rồi. Mềm mại. Ui, chậm ổng nó cũng dễ ra chung với mềm mại lắm nè. Ui, không có mềm mại. Mềm mại. Sao toàn mấy cái giọng gì đâu không vậy? Mềm mại. A few moments later. Thắng thằng à. Mười mấy cây cúp của mình nó chẳng được một cái dòng mềm mại nào. Nhỏ hơn tới vậy là cùng rồi. Trời ơi, nhìn cái số cúp kim cương này mà nhót cả ruột luôn á. Thôi chịu chứ biết làm sao vậy. Số nó vậy rồi. Vậy thì mình đành phải đi tìm thành phố kết thúc nữa thôi. Đi, đi chập 2 nè. Chập 1 là tìm không ra rồi đó, chập 2 là mong có một cây cúp mềm mại cho mình ha. Đây rồi. Cuối cùng. Cuối cùng thì cũng có được rồi. Không gì tuyệt vời bằng luôn á. Hành trình đi tìm cây cúp này nó hơi bị gian nan á nha. Rồi, và mình đã có được một cây cúp mềm mại để chúng ta có thể đào được những cái cục Ultra Deep Stone rồi. Ủa, có luôn nè. Deep Sea Crystal chứ nhầm. Đó, đào được rồi. Vậy là bây giờ chúng ta có thể chế tạo thoải mái rồi á. Được rồi, lo đây. Rồi, và sẵn tiện đang ở vùng này thì mình sẽ coi có Pokemon đặc trưng nào của vùng Ultra Deep Sea spawn ra không á. Spawn lẻ đi nha, không người ta đi về đấy. Đây, để mình loot cái chest này trước cái đã. Lại là Mai Blade. Sao bữa nay mình lượm được Mai Blade hoài vậy nhờ? Nãy giờ 3-4 cái rồi. Mình ở đây cũng được một lúc rồi đó mà chưa thấy Pokemon nào kiểu lạ xuất hiện á. Ôi chắc đi về được rồi. Úi. Ủa đây là. À. Đây là Porygon. Chưa, để mình lấy bóng chứa cái đã. Mình lấy mớ bóng chứa mình ra mình bắt Porygon cái ha. Mình định về nhưng mà thấy ở đây có em Pokemon nào lạ nên mình ở lại mình nhìn thử. Trời, đây chính là Porygon nè. Một Pokemon mà mình có thể chế tạo được nha. Và bây giờ thì mình sẽ cho Necroma của mình tấn công Porygon ha. Kéo rỉa máu thôi. Em này thì chắc dễ để vượt qua thôi hả. Rồi, thắng rồi. Và chúng ta sẽ thử bắt Porygon bằng một quả. Khó nhờ. Porygon thì bắt bằng quả nào bây giờ? Ultra Ball. Chắc Ultra Ball là hợp lý rồi. Em có 2 sao thôi. Không biết được hay không này. Nope. Ui. Chút xíu nữa là được rồi. Cái em đó chế tạo rất là tốn kém nha. Nên phải nãy mình bắt được là đỡ biết bao rồi đó. Nhưng mà thôi, xui thì chịu biết sao giờ. Rồi, chúng ta đã trở về sau một chuyến đi dài rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ vô trong nhà để chuẩn bị thêm một vài nguyên vật liệu nữa. Để làm được cục Zygarde cúp thì chúng ta cần phải có thêm cái được gọi là Sunstone á. Cái Sunstone thì trong một vài chuyến đi lần trước mình đã đánh Pokemon và có được. Ủa đâu rồi ta? Đâu rồi nhờ? Đây, Sunstone đây.
một cục sunstone ha, 4 cục ngọc lục bảo. Có luôn. Rồi, Ultra Deep Sea Crystal thì mình có cả đống rồi ha. Giờ thì đặt nó vô và chế tạo thôi. Đây, công thức nó là như vậy. Vậy là bây giờ mình đã có được cục để mình thu gom những cái core cũng như là cái cell của Zygarde rồi. Khi mình cầm cái này trên tay thì những cái mảnh đó nó sẽ bắt đầu spawn trong tự nhiên ha. Công việc của mình bây giờ là kiểu như vừa đi khám phá và vừa tìm những cái mảnh đó để chúng ta thu gom thôi. Nhưng mà giờ thì để mình lượm boss Raudan trước cái đã. Raudan chứ vậy. Ok luôn, Raudan thì cho Raudan vô luôn. Mạng solo với hai Raudan á. Đây là Raudan Ultimate lận, nên nếu mình đánh bại là nhiều khả năng mình lại được bóng xịn đấy. Thử xem. Đánh như vậy là cũng khá là tốt rồi Raudan. Không sao, em làm tốt rồi, giờ thì phần còn lại để cho mấy em khác xử lý ha. Lần này thì vậy, chúng ta đã thắng rồi. Lần 2 thì Kyurem đã đánh gục được Raudan ha. Ú, cho mình Park Bon. Đó, nhẫn nại một xíu thôi là có liền một quả Park Bon rồi. Bỏ túi, bỏ túi. À, Park Bon cho vô đây. Quá đã luôn. Rồi, ú, phía sau mình còn thêm một Raudan nữa. Thôi ngại lắm, cho bác Bon người ta ngại lắm. Để quýnh lẹ lẹ rồi đưa bác Bon cho tôi nghe. kiếm thêm. Cà kiếm mới được. Lần này thì Zarus sẽ kích liễu Raudan ha. Để coi. Lần này thì có Tabu Neon Z chứ không phải là bác Bon nữa. Tưởng đâu có bác Bon thì hay ha. Bây giờ thì mình cần một em Pokemon kiểu như là chạy nhanh một xíu. Để mình tiện kiểu như là thu nhặt những cái Zygarde Core và Zygarde Cell á. Nên mình sẽ lựa chọn em nào chạy nhanh nha. Sernit nha. Sernit trong bộ 3 XYZ mình khá là ít khi cho ra ngoài đi khám phá nè. Được, sẵn tiện bữa nay mình sẽ cưỡi Sernit ha. Ui, không chỉ chạy nhanh đâu mà còn nhảy cao nữa. Hợp lý luôn. Thường thường thì những cái cell và những cái core của Zygarde sẽ spawn ở trên mặt đất hoặc là trên mấy cái cây ấy, lá cây đồ. Nên mình tìm nó cũng hơi mỏi mắt một xíu ha. Nó bé xíu hả. Giờ chịu khó đi tìm thôi chứ biết sao giờ. Ồ, vùng này kiểu như mình hay đi tới lui chắc ít xuất hiện á. Chắc phải tìm một vùng đất mới hoàn toàn kìa. Lúc đó tìm chắc sẽ dễ hơn. Chùa, ở đây nó có cái Pocket Jet. À, cho lọ thuốc. Lượm luôn. Ui, sao bây giờ mình cảm thấy hơi toan nha. Nãy giờ mình đi lãng bảng gần nhà mình cũng lâu lắm rồi đó. Mà chưa nhặt được bất kỳ một cái mảnh nào luôn. Rồi biết chừng nào mình mới tạo ra được Zygarde đây. Ở đây mình tìm được một Pokemon tên là Dottler. Em này nhìn lạ lắm. Hệ siêu linh với hệ bỏ. Wow. Trong lúc mình kiểu như tìm kiếm những cái tế bào của Zygarde thì thôi mình bắt em này cũng được nè. Lấy hơn, bắt lấy hơn. Rồi nhá. Rồi khoan. Bé đợi anh xíu. Anh hơi quê. Để mình lấy cái quả bóng chứa cái đó. Em hay bỏ chắc dùng netball thôi. Đi. Mình tin là một quả netball là lụm em luôn nè. Vô, lần này về đội anh nha bé. Lụm cục kẹo nè. Lụm không nè. Chuẩn bị lụm nè. Đó, lụm thiệt. Quá là nhanh chóng luôn á. Rồi, vậy là có thêm một em mới nữa. Em này còn có thể tiến hóa nữa. Thế nên chắc mình sẽ cho em cày cắp luôn nha. Hợp lý á. Sẽ cày cắp cho em luôn đi. Lấy cái Spicer gắn vô. Rồi, giờ thì tiếp tục đi tìm tế bào của Zygarde thôi. Nãy giờ đi cũng hơi lâu ấy nha. Sao nó spawn lâu thế nhờ. Đi rồi cái đầu tiên. À, được rồi nha, bắt đầu spawn rồi. Nhưng mà mình mới có một thôi à. Hơi toan nha. Vậy là phải tìm thêm khá là nhiều đây. Ít nhất là 10 thì mình sẽ bắt đầu mình dùng được rồi đó. Với một cái core nữa. Cỡ 10 cell với một core ha. Mục tiêu gần của mình là vậy đi. Cố lên. 2 3 4. Ui, cái này là cái core nè. Cái core thì nó sẽ có thêm một cái chấm màu đỏ ha.
Như vậy thì mình đã có được một cái core đầu tiên rồi. Và ở đây nó có hiện lên là mình đã học được một kỹ năng có tên là Dragon Dance đó. Ui, kiểu như một cái core là một cái kỹ năng cho em Pokemon Zygarde của mình khi mà mình tạo ra vậy á. Wow, ra là vậy. Gán tìm thêm nhiều core với nhiều sale hơn thôi. 5 6 7 Đây là cái core thứ 2 của mình. Ấy chà chà, bây giờ thì có được kỹ năng Extreme Speed ha. Quá đã luôn. 8 9 Thêm một cái cuối cùng nữa thôi. Mình sẽ thử về nhà để kiểu như là chế tạo ra cái em Zygarde nào. Ở đây còn có boss nữa. Ok, đánh boss cái đi. Đánh boss lên hơn. Ồ, và sẵn tiện mình cho các em Pokemon mình mới bắt trong cánh rừng Taiga tiến hóa luôn kìa. Được nha. Để coi khi em tiến hóa sẽ trông như thế nào đây. Dottler sẽ có hình dạng mới đó. Rồi, chuẩn bị. Ta-da. Ồ, em trở thành một em bọ kìa. Orbile. Ui, thì ra em tiến hóa lên là em trông như vậy à. Bay được luôn nha, bé xíu như vậy nhưng mà bay rất là nhanh luôn. Đã thì chứ. Ủa? Cái gì? Sonic của mình có thể thay đổi hình dạng luôn hả? Để mình coi Sonic mình thay đổi hình dạng sẽ trông như thế nào đây. Ủa? Vậy thôi hả? À, Sonic thay đổi hình dạng thì cái phần sừng sẽ có màu khác nhau á. Ồ, ui giờ mình mới biết luôn á. Kiến thức mới đối với mình. Rồi, được nhờ, em này bay cái chậm thì ok nè. Hợp lý phết đấy. Trên này còn có em khỉ lửa nữa. Chimcha. Ý, bắt luôn nha. Được, bắt luôn em khỉ lửa này. Kiểu, sẵn tiện á, nên mình tranh thủ mình bắt thêm mấy em Pokemon mới đó về đội ha. Trời, úi, à, em khỉ lửa này khó tính vậy. Vậy mà không chịu về đội nè. Em nhớ nha, tung le vào bon nè. Đỡ hộ, sao mà đỡ được. Tên tên, về đội anh liền. Và cái cuối cùng. Như vậy thì mình đã thu gom được đủ 10 cái sale đầu tiên rồi nè. Mình muốn về nhà để làm thí nghiệm trước cái đã. Cứ kiểu như có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu trước đi ha. Không có tham lam mà lụm cả đống đâu. Với lại lụm cái này nó cũng khá là mất thời gian nữa. Thôi đi về trước đi. Coi như thế nào. Tiếp theo á thì mình sẽ cần sử dụng đến một cái máy tính. Và kết hợp cái máy tính này để tạo thành một cái máy mới nữa ha. Cái máy này thì nó sẽ cần tới Moonstone. Đó chính là đá mặt trăng ha. Đây, thêm một ít thủy tinh nè. Và nó cần thêm hai ngọc lục bảo nữa. Rồi, giờ thì chế tạo thôi ha. Cái này có tên là Reassembly Unit. Rồi, cái này thì chắc mình sẽ để trong phòng thí nghiệm đi. Hợp lý nè, phòng thí nghiệm lại có một cái máy móc mới. Cho xuống. Đây. Và mình sẽ thử nhét cái Zygarde Cube này vô. Đó. Bây giờ mình sẽ thử ấn nhầm đầu tiên coi. Ồ, vậy là mình sẽ được tạo được Zygarde 10%. Ok. Ok chưa? Úi, được rồi nè. Zygarde 10% đã về đội của mình rồi. Đưa em ra. Ôi, mới vô là em đã cấp 30 rồi nha. Kỹ năng thì em... Wow, quá trời kỹ năng luôn nè. Thousand Arrow, Thousand Wave, Grunt rồi Hasty nữa nè. Đã, đây là dạng 10% thôi mà đã được những kỹ năng xịn sò này rồi. Thích thiệt. Uầy, kiểu như bây giờ em giống như một em cún con vậy á. Nhìn quá là dễ thương luôn. Nhưng mà về... Nè, đây là những hình dạng của em nè. Wow, 10%. Đây là dạng kiểu như là hoàn thành rồi nè. Nhìn ngầu thiệt. Giờ trước mắt mình sẽ cố gắng đi tìm thêm những cái tế bào của Zygarde thôi. Và mình đương nhiên rồi, có thể cưỡi Zygarde để đi ha. Quá là sến, ủa quá là dữ luôn.
Coi coi đây là boss gì đây. À thôi boss này thì hơi khó quá, cho qua đi. Ở đây có em hao đó nè. Được được, đi ăn hiếp hao đó em ơi. Vô trận chiến giữa em cuốn bóng tối và em cuốn từ việc thu nhặt những tế bào, đâu sẽ là em cuốn mạnh hơn đây. Mình sẽ cho em tấn công trước ha. Giỡn mà. Đi ăn hiếp liền. Được được được, cầm em dai gách 10% này đi ăn hiếp mấy em nhỏ nhỏ được ấy. À pha phát cầm cộng hành à. Đánh nhau không? Kiếm chuyện nè, vô. Như nào? Dám chống lại hả? Chống cự hả cưng? Thousand arrow. Chống cự nè. Chống cự là bụng sẽ bự đó. Đang ngồi đánh nhau mà cũng spawn một cái tế bào bên đây nè, chưa. Để mình qua mình bởi mình lượm cái tế bào cái đã. Lượm cái tế bào một cái. Giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón hình dạng tiếp theo của Zygarde ha. Nãy giờ thì cửa Zygarde 10% cũng khá là lâu rồi. Giờ thì mình sẽ gom lại để chúng ta biến ẻm thành dạng 50% á. Đây, tại vì trên 50 tế bào thì ẻm sẽ được thành dạng 50%. Và bây giờ, ta-da, có rồi. Đây chính là Zygarde 50% nè. Nhìn cũng chiến đây. Được nha. Ui, nhưng mà dạng shiny của em nhìn khá là nổi bật ấy. Ồ, mà tiếc quá mình dạng thường à. Thôi kệ, có dạng thường là cũng quý lắm rồi. Ui, em cũng có chiêu đạo đất đây. Đạo đất đi em. Trời. Được. Có chiêu đạo đất là mình thấy khoái rồi. Hồi nãy mình cũng có chỉ chỏ cái cục này vô cái em Zygarde 10% á. Thì mình mới biết là em có thể học kỹ năng bằng cục này luôn. Ví dụ nha, giờ thì Zygarde 50% mình chưa có kỹ năng Thousand ở Extreme Speed đi. Giờ thử nha, dạy cho em kỹ năng Extreme Speed coi. Đó, được luôn nè. Quá dữ luôn. Chờ vô. À, cái này vô là đi kéo rỉa máu hơi bị đã luôn. Ít nha. Ôi nhưng mà boss ultimate lận. Zygarde không có cửa đâu. Nhỏ mới có 30 level à. Thôi thì cho mấy em khác xử đi. Và tham vọng của mình chưa dừng lại ở mức Zygarde 50% đâu. Mình sẽ cho em lên dạng cao nhất có thể ha. Nếu như mà mình gom đủ số lượng tế bào. Giờ thì mình cần phải tìm cỡ 50 tế bào. Ồ không, 49 thôi. Tại vì bây giờ mình còn dư một tế bào. Mình ráng tìm cỡ 49 tế bào nữa. Cố lên không sao, chúng ta làm được mà. Ôi, trời bầu trời là em Pokemon Ultimate kìa. Ủa, boss chứ, boss Ultimate. Đi, kiếm thêm. Có lần ấy mình đánh em boss này nhưng mà cấp Legendary thôi. Mà mình đã có được một quả Master Ball. Hy vọng lần này thì chúng ta sẽ may mắn giống như lần trước ha. Và Calyrex. Đánh trúng hay không? Thành công rồi. Kết liễu được Atarita. Và mình được cái gì ấy? Soganium Z. À, viên đá Z cho Sogaleo. Ui giời ơi, tưởng đâu cái bóng xịn chứ. Ten. Cuối cùng thì kế hoạch có được bộ ba XYZ của mình đã thành công rồi. Ở đây thì là chỗ để mình gom tổng cộng các tế bào mình vô lại hết với nhau nè. Mình sẽ kết hợp với Zygarde cũ của mình để tạo thành Zygarde 50+50 là 100% á. Ok luôn. Bây giờ thì chúng ta đã có thể kiểu như là biến ẻm thành dạng Zygarde complete rồi nè.
tiếng Anh là Zygarde Complete ha. Còn mình thì mình hơi phèn, mình kêu Zygarde 100% đi. Đây, trời. Ngầu thế cơ mà. Wow, nhìn như một siêu chiến binh vậy. Đúng đẹp luôn á. Các bạn thích dạng nào của Zygarde hơn? Zygarde có tổng cộng là 3 dạng lận nha. Đây là dạng 100% nè. Dạng 50 là dạng ban nãy. Và dạng 10% là dạng em cuốn con á. Mình thì đương nhiên rồi, mình thích dạng 100% nhất á. Nhìn cực kỳ ngầu luôn. Sức mạnh thì sao? Ồ, sức mạnh thì chưa biết được. Tại vì giờ em chưa cấp cao nhất á. Với lại mình chưa cho vô chiến đấu nữa. Nên giờ mình sẽ kiếm mối để cho em chiến đấu rồi test sức mạnh nhé. Đây là... À, trainer. Úi giời, vô vô em ơi, có mối em ơi. Vô. Chúng ta sẽ cho Zygarde của mình vô cà kẹ ha. Đó, 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 đó. Khi mà bị bún mất máu tới một lượng máu nhất định thì Zygarde của mình sẽ biến hình á. Rồi, tới công chuyện luôn. Thôi, kết thúc thôi. Nhưng mà với sức mạnh này thì mình phải tìm một cái đối thủ kiểu xứng tầm cơ. Một là hội quán, hai là mấy em Pokemon dữ dữ ấy. Được, được, được. Đây cũng là một dịp để mình đi tìm thêm hội quán nè. À, hoặc là đánh boss. Đó, đánh đi. Ủa? Ôi, còn có một máu à. Chơi gì kỳ cục, đánh gì mạnh vậy? Dám đánh mạnh hả? Này thì đánh mạnh nè. Dám đánh mạnh hả? Ui, chưa kết liễu được Zygarde. Ủa, chưa kết liễu được Cubone. Này thì Cubone nè. Ngán rồi thì nói nha cưng. À, đằng kia còn có Houndour Boss nữa. Vô luôn. Bây giờ mình gặp Pokemon nào mình cũng cà khịa hết á. Rồi, Dragonair trước. Úi giời, quýnh một phát một em Zygarde của mình biến hình luôn rồi ha. Rồi, biến thành dạng 100% rồi nè. Súp thôi ha, Dynamax lên luôn. Ui, ui, Dynamax nhưng mà không có to lên cho lắm ha. Nhưng mà tấn công thì sao? Ngán rồi thì nói nha cưng. À, dám đánh nữa. Dám đánh nữa hả? Rồi rồi rồi. Không biết là mình có kịp đánh thêm một hit nữa hay không. À, vẫn còn kịp. Giỡn mặt hả? Ý, chút xíu nữa là thắng rồi. À, đánh thục. Lụm cục kéo. Trời, chiến thắng Sissor còn 5 máu ý mà. Rồi, và như vậy, trong ngày hôm nay, chúng ta đã sở hữu được thêm một bộ ba nữa rồi. Và lần này là bộ ba XYZ, bao gồm Sernis nè, Yveltal, và thành viên mới đó chính là Zygarde trong ngày hôm nay á. Quá là đã luôn. Trong thời gian sắp tới thì hy vọng sẽ có nhiều dịp để chúng ta sử dụng bộ ba XYZ này trong các trận chiến hơn á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp cùng với các em Pokemon. Bye bye.